ta gieo hạt giống của Phật. Trong khắp cõi ta bà có Phật ngự trong trái tim ta. Ta chung một bàn tay xóa dịu cuộc sống nhông nhằng. Ta chung một bàn tay giúp người dưới bờ khó khăn. Xin góp vào nơi đây lòng hào tâm để xây từ thiện, nuôi nâng những mảnh đời, những đứa trẻ lạc loài bơ vơ. Xây nên ngôi chùa đón các em về, cùng học hành tu tâm, cùng học hành tu thân, cứu mang những con người bất hạnh và khổ đau. Ta gieo hạt từ bi, hoa đời sẽ nở muôn màu. Xin hãy vì ngày sau trái lòng quyên góp với nhau, xây nên từ viên xanh để nhân sinh ngài đến tu hành. Đời sớm tôi nguyện cầu xin đức Phật độ trì chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn thượng tọa, đại đức tăng ni và kính thưa toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 12 năm Canh Tý, hàng năm vào tháng cuối năm này Tịnh Thất Liên Nghiêm đều tổ chức lễ tất niên và để họp mặt cuối năm các đạo tràng Phóng Sanh, đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng khóa tu một ngày an lạc. Và hôm nay nhân cái ngày mà lễ tất niên cuối năm này thì tại bổn từ Tịnh Thất Liên Nghiêm tổ chức buổi lễ buffet chay để mà gây quỹ ủng hộ học bổng cho các em nghèo hiếu học. Bởi vì vừa rồi á
qua cái mùa lũ ở miền Trung đó, đạo tràng chúng con có đi ra ngoài đó 5 ngày theo chú Xuân Dũng tin nóng từ dân. Thì ra ngoài đó thứ nhất là mình phát hỗ trợ cho những người bị nhà sập và cũng ủng hộ được hơn 300 phần học bổng cho các em nghèo hiếu học ở ngoài miền Trung, ở Quảng Bình. Và khi mà chúng ta ra rồi á, chúng ta mới thấy rằng các em nhỏ đó rất là thiếu thốn sau mùa lũ, nhà rất là nghèo, không còn cái gì hết. Tức là toàn bộ tài sản ở trong nhà và nhà đã bị sập rồi, các em không, gia đình không còn có cái khả năng để mà mua sắm lại cho các em những cái đồ dùng học tập. Vì vậy nhân cái đợt vừa rồi á, thấy chứng kiến cái cảnh như vậy, và hôm nay nhân cái buổi lễ buffet cuối năm này được sự ủng hộ của tất cả quý Phật tử thiện nam tín nữ đã đóng góp với những cái gian hàng của mình, để rồi hôm nay Phật tử đến đây dùng cái buổi lễ buffet này và dự cái buổi lễ liên hoan ngày cuối năm ngày hôm nay tùy hỷ để bỏ vô cái thùng để gây quỹ ủng hộ cho học sinh nghèo hiếu học, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Bởi vì đây là một cái mầm non của tương lai, và cũng như lời bác dạy là vì lợi ích 100 năm trồng cây, vì lợi ích 10 năm chúng ta phải trồng người. Đây là chính là những cái mầm non của đất nước. Tại vì nếu như các em có những cái kiến thức nhất định ở học đường thì ra ngoài xã hội các em mới ứng xử được. Nếu như mà thất học thì sẽ có rất nhiều những cái hệ lụy nó xảy ra khi một con người mà không có nhận thức, không có kiến thức ở trong cái đời sống. Chính vì lẽ đó, vì muốn thật sự muốn dùng những cái đồng tiền mà quý Phật tử đến ủng hộ trong cái buổi lễ buffet ngày hôm nay, để rồi tùy duyên, để rồi sẽ đạo tràng sẽ đi ủng hộ quý học bổng cho những cái hoàn cảnh thật khó khăn, đang rất cần chúng ta giúp đỡ về những cái đồ dùng học tập, hoặc là những cái phần nào đó để các em hỗ trợ cho gia đình các em để đóng tiền học phí, vân vân. Vì vậy chính vì lẽ đó mà hôm nay nhân cái buổi lễ mà buffet chay để liên hoan cuối năm các đạo tràng ngày hôm nay tại Tỉnh Thất Liên Nghiêm, thì Tỉnh Thất Liên Nghiêm chủ yếu là với một tấm lòng để mà tất cả quý Phật tử đã đóng góp với các gian hàng như thế này. Và suốt hầu như là có những Phật tử không có ngủ nữa, thức từ 1-2 giờ sáng rất là xa, thậm chí chở xe, chở đồ đến đây cũng vì một tấm lòng mong muốn rằng hôm nay với cái ngày họp mặt cuối năm, để rồi chúng ta cùng chung tay cùng nhau, người ít người nhiều, để chúng ta ủng hộ cho cái quỹ học bổng học tặng cho các em học sinh nghèo hiếu học ngày hôm nay. Vì vậy nhân đây trước thay lời cho chư tôn Tịnh Đức Ni tại Tỉnh Thất Liên Nghiêm, cũng thành tâm cảm niệm tất cả sự đóng góp của quý Phật tử xa gần, thiện nam tín nữ đã góp phần ủng hộ những cái món ăn của trong cái buổi lễ buffet hôm nay, và cái sự nỗ lực để rồi chúng ta cũng trang trí cho cái ngày hội buffet cuối năm này, để rồi chúng ta họp mặt trong cái, tuy rằng biết rằng cuộc sống nó là vô thường, hôm nay chúng ta gặp nhau đây, không biết mai chúng ta còn đủ duyên gặp nhau không. Thì cái giây phút chúng ta gặp nhau ngày hôm nay, chúng ta hãy trân trọng, chúng ta hãy nối kết để rồi chúng ta cùng chia sẻ, cùng yêu thương và cùng hướng đến những cái mầm non của tương lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay và một lần nữa thành tâm cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo luôn gia hộ đến quý Phật tử và toàn thể quý Phật tử hôm nay nhân cái buổi lễ buffet này và cái sự phát tâm này luôn được sống an lành, lợi lạc, hạnh phúc trong ánh hào quang của Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Nam Mô A Di Đà Phật.
trôi nhẹ chơi xanh bát ngát. Mừng mùa xuân kính chúc vàng niềm vui, ruộng đồng xanh thơm cây tốt tươi được mùa sai trái, khắp nơi xa gần cùng nhau đón mừng. Mừng mùa xuân chúc cho muôn nhà, mừng mùa xuân chúc xuân đến rồi, ngàn hoa thắm muôn nơi, sen hé nở, bé thơ vang tiếng cười. Xuân lên chùa, tỏa ngát nén tâm hương. Xuân di lạc, lòng chung lòng yêu thương. Xuân đến rồi, mừng câu hát thanh lương, tôn kính Phật, hái hoa em cúng dường. Xuân yêu đời, trên nắng ấm quê hương. Xuân di lạc, là xuân lòng muôn phương. Xuân đến xuân vui, mai vàng khắp lối. Người hỡi đừng quên nhân lành vun trồng, bố thí từ hòa nhẫn nhục cam thông, muôn lòng nối kết người người quy dâng. Xuân đến xuân đi, xuân còn mãi mãi, người đến người đi
mang niềm an lạc, sức sống nụ cười ấp ủ tình thương, mau cùng thắp sáng đạo vàng quê hương. Xuân đến rồi, ngàn hoa thắm muôn nơi, sen hé nở bé thơ vang tiếng cười. Xuân lên chùa tỏa ngát nén tâm hương, xuân di lặc lòng chung lòng yêu thương. Xuân đến rồi mừng câu hát thanh lương, tôn kính Phật hai hoa em cũng dương. Xuân yêu đời trên nắng ấm quê hương, xuân di lặc là xuân lòng muôn phương. Xuân đến xuân vui mai vàng khắp lối, người hỡi đừng quên nhân lành vun trồng, bố thí từ hòa nhân nhục cảm thông, muôn lòng nối kết người người quy dâng. Xuân đến xuân đi xuân còn mãi mãi, người đến người đi mang niềm an lạc, sức sống nụ cười ấp ủ tình thương, bao cùng thắp sáng đạo vàng quê. Một cành hoa mai nở vàng hôm nay là mùa xuân tới, chuông chùa nhẹ ngân vang, lòng người thênh thang đón xuân rộn ràng. Xin Phật từ bi cho mọi người thương nhau quên đi hận, cho đời tràn hương xuân không nghe chuyện buồn âu lo phiền muộn. Xin từng ngày trôi qua lòng này không quên, đây là cơn mơ vô thường, tâm này là vô biên, một đường siêu nhiên đến nơi diệu huyền. Con quỳ lạy Như Lai bằng một con tim trọn niềm tôn kính, xin lòng này luôn luôn tràn đầy yêu thương đến muôn vạn loài, cho dù ngàn năm sau cuộc đời quá mau ghi sâu lời thề. Xin mặt trời thiêng liêng chánh pháp màu nhiệm chiếu sáng mọi miền, xin Phật dạy cho con được lòng khiêm cung, hiểu mình như sương như bụi. Xin quỳ lạy nơi nơi dù cỏ cây hay cánh chim bạn trời. Thank you.
đến muôn người đều hớn hở chào mừng xuân rực rỡ ánh nắng hồng lá hoa tươi hương sắc thắm trên cành đàn chim én lưng trời vang tiếng hót xuân về đây khói hương trầm thoáng đưa tiếng chuông chùa hòa với gió hành lương chào mùa xuân bên pháp kệ lời kinh cầu nguyện xuân non nước luôn thanh bình mùa xuân thắm diệu huyền hoa chân lý ánh xuân đạo hoan hỷ khắp nhân gian xuân từ bi tươi thắm đón đàn xuân cứu khổ những tâm hồn đau thương xuân về đây nguyện cầu lên thế tôn tâm hồn con sớm xa lìa bên mê mong nhân loại chan hòa tâm bác ai kết duyên lành theo giáo pháp Như Lai mừng xuân đến không sầu đau tê tái mừng xuân sang không lệ đẫm bờ mi mừng xuân thắm vang pháp nhạc từ bi đón xuân hiền ngân tiếng hát vô ương rỡ ánh nắng hồng lá hoa tươi hương sắc thắm trên cành đàn chim én lưng trời vang tiếng hót xuân về đây khói hương trầm thoáng đưa tiếng chuông chùa hòa với gió thanh lương chào mùa xuân bên pháp kệ lời kinh cầu nguyện xuân non nước luôn thanh bình mùa xuân thắm dịu huyền hoa chân lý ánh xuân đào hoan hỷ khắp nhân gian xuân từ bi tươi thắm đón đàn xuân cứu khổ những tâm hồn đau thương xuân về đây nguyện cầu lên thế tôn tâm hồn con sớm xa lìa đến mê mong nhân loại chan hòa tâm bác lành theo giáo pháp Như Lai mừng xuân đến không sầu đau tê tái mừng xuân sang không lệ đẫm tơ mi mừng xuân thắm vang pháp nhạc từ bi đón xuân hiền ngân tiếng hát vô ương mừng xuân thắm vang pháp nhạc từ bi đón xuân hiền ngân tiếng hát vô ương Xuân đang đi mang hương sắc phai tàn
ươm mầm cho sự sống. Xuân là xuân cho thêm xuân mơ mộng, xuân là xuân cho xuân thắm hoa tươi, xuân là xuân cho trần gian thêm tuổi, cho nụ cười thắm mãi trên mang về để chia sẻ những huynh đệ chúng ta.
một quả quý vị hoan hỷ nha, nếu như mà có tiền đến không còn tặng hết nhưng mà có số lượng thôi, cho nên quý vị hoan hỷ cho chúng con nha. Rất quý có một tư khô cằn miền quê khó khăn cách xa thành đô, thầy về nơi đây được mấy năm rồi, trong đêm hiu hắt không bóng người qua, từng ngày mưa nắng lẻ loi một mình cùng bao tháng năm, sống trong lặng yên hoằng truyền Phật pháp, dẫn lối bao người rồi thầy cũng sẽ bước qua nhọc nhằn. Đường dài phía trước thầy bèn tăng vững bước đi qua, ngày mai chúng con được thấy chính ở nơi đây thêm bao đổi thay, niềm tin vững chãi vì thầy luôn hướng đến Như Lai, cuộc sống đơn sơ vẫn luôn bình yên cõi lòng, như trời xanh nắng lên ngày mai phơi phới con tim nở môi cười thắm tươi. Thank you.
người từ đâu đem tới pháp âm truyền trao cho đời, vượt thoát ưu phiền trăm luân đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà, đem soi sáng. Ôi tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tôi. Đừng đắm say danh lời chỉ nơi ưu phiền vào cuộc đời thôi. Người từ khiếp vô thi, đắm sai trần duyên bùa ràng, lầm tướng sang giàu là chân hạnh phúc. Hãy xa lánh khổ đau, quyết tâm quay về tìm phương giải thoát. Ôi tình pháp duyên bằng là duyên, kể kinh chuyên cần của chúng tôi. Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sanh. Nam mô ta gieo cây lành trái ngọt mãi sau. Nam mô Nam mô con mê còn chấp sai trong luân hồi, tham sân si kia làm ta đau khổ vui sướng chi, sao không lo tu đèn tâm liên chi. Ngày nào về thăm quê cô ở phương trời Tây, đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc quốc. Có chim hót liêu lo tiếng bao lời ca phương xa. Ôi tình pháp duyên tăng là duyên, kể kinh duyên cần của chúng tôi. Mùi đời còn bao cay đắng, đắm say mà chi ta cùng về chốn liên đài từ bi bác ái. Có chim hót liêu lo tiếng bao lời ca phật pha. Ôi tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tôi. Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sanh. Nam mô ta gieo cây lành trái ngọt mãi sau. Nam mô Nam mô con mê còn chấp sai trong luân hồi, tham sân si kia làm ta đau khổ vui sướng chi, sao không lo tu rèn tâm luyện chi. Ngày nào về thăm quê cô ở phương trời Tây, đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc quốc. Có chim hót liêu lo tiếng bao lời ca phật pha. Ôi tình pháp duyên tăng là duyên, kể kinh chuyên cần của chúng tôi. Tình pháp duyên tăng là duyên, kể kinh chuyên cần của chúng tôi.